Năm 1965, tôi đã viết rằng: Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng. Cái lời nói này tưởng rằng chỉ nói một lần, nhưng không ngờ đời cứ nhắc đi nhắc lại, kéo dài đến mấy chục năm. Tới năm 1991 thì tôi có cơ hội để nói lại những lời như là một lời xin lỗi người bạn của mình. Tôi đã nói lại như sau: Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi. Nếu chúng mình có thành đối lứa, chắc gì ta đã thoát ra khỏi đời khổ đau. Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói ra nhiều cũng vậy thôi. Ôi đớn đau đã nhiều rồi, một lời thêm càng buồn thêm, còn hứa gì. Biết bao lần em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, sẽ đưa em sang đâu. Mưa bên chồng có làm em khóc, có làm em nhớ những khi tình còn nở. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình si. Suốt con đường ai dìu lối, hãy yêu nhiều người em tôi. Xin gửi em một lời chào, một lời thương, một lời yêu lần cuối cùng. Em đã hứa cho nhiều rồi lại quên. Anh biết tin ai bây giờ, ngày còn đây người còn đây, cuộc sống nào chờ. Cho thần tiên chấp cánh, xót đau người tình si. Này em ơi, con đường em đi đó, con đường em theo đó,
tiên chớp cánh xót đau người tình si suốt con đường.